Molly Fan kính chào quý vị đến với bản tin phân tích chuyên sâu trên kênh The Strong Post. Thưa quý vị, trong làn khói mù của chiến tranh và tiếng gầm của bom đạn, Israel đang phải đối mặt với một thực tế phũ phàng mà có lẽ chưa quốc gia nào trong thế giới hiện đại từng trải qua. Đó là cảnh một dân tộc phải chiến đấu không phải để giành chiến thắng, mà đơn giản chỉ để tồn tại. Một mặt, họ phải đương đầu với vòng vây thù địch từ mọi phía, những kẻ thù công khai tuyên bố mục tiêu xóa sổ quốc gia Do Thái. Mặt khác, họ phải chống chọi với một thứ còn nguy hiểm hơn cả bom đạn. Đó chính là những lời khuyên thiện chí nhưng thiếu thực tế từ chính những người bạn thân thiết nhất. Gốc rễ của thù hận và thực tế chiến lược. Ngày 7 tháng 10 năm 2023 sẽ mãi là vết sẹo không thể xóa nhòa trong ký ức của người dân Israel. Đó không đơn thuần là một cuộc tấn công, đó là nỗi kinh hoàng vượt qua mọi giới hạn của sự man rợ mà ngôn từ không đủ sức miêu tả. Hamas không chỉ giết người, chúng tra tấn, chúng cưỡng hiếp, chúng đốt sống nạn nhân và chúng làm tất cả những điều đó với một sự hả hê ghê rợn. Nhưng điều đáng sợ hơn cả những hành động dã man ấy là phản ứng của một bộ phận không nhỏ người dân tại các quốc gia Ả Rập. Họ không chỉ ủng hộ mà còn ăn mừng những hành vi này, như thể đó là một chiến thắng vĩ đại. Làm sao có thể giải thích được sự thù hận sâu sắc đến vậy? Câu trả lời nằm trong một hệ thống tẩy não có tổ chức và bài bản kéo dài nhiều thập kỷ. Hãy lấy Ai Cập làm ví dụ. Ngay từ bậc trung học, học sinh đã được nhồi nhét tư tưởng rằng Israel là kẻ thù không đội trời chung. Các giáo viên sẵn sàng bỏ qua bài tập quan trọng để dành thời gian nói về việc phải tiêu diệt Israel khi có cơ hội. Trong các buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại nhà thờ Hồi giáo, 90% các bài giảng hoặc là kích động thù hận với người Do Thái hoặc là cầu nguyện cho sự hủy diệt của họ. Truyền thông không ngừng lan truyền những tin đồn độc hại như câu chuyện về kẹo cao su kích dục được cho là do Israel tuồn vào Ai Cập nhằm làm băng hoại đạo đức của giới trẻ. Trong bối cảnh đó, những lời kêu gọi phản ứng có chừng mực hay đàm phán ngừng bắn từ Washington nghe thật xa vời và ngây thơ đến mức gần như nguy hiểm. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gần đây đã thúc giục Israel chuyển từ hoạt động quân sự sang con đường ngoại giao tại Liban. Nhưng làm sao có thể đàm phán với một kẻ thù không công nhận quyền tồn tại của bạn? Hezbollah với sự hậu thuẫn của Iran đã buộc 60.000 người dân Israel phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc. Chúng công khai tuyên bố tham vọng biến Haifa thành Kiryat Shmona, một thông điệp không thể rõ ràng hơn về ý định xóa sổ hoàn toàn sự hiện diện của Israel. Chính quyền Biden tỏ ra ngày càng thất vọng khi Netanyahu dường như phớt lờ những lời khuyên của họ. Đỉnh điểm là cuộc gọi điện thoại ngày 9 tháng 10 sau 49 ngày không liên lạc, một khoảng thời gian dài bất thường giữa hai đồng minh thân cận. Washington đặc biệt tức giận vì Israel không thông báo trước về các hoạt động quân sự quan trọng. Nhưng từ góc nhìn của Jerusalem, những lời khuyên từ phương Tây dù xuất phát từ thiện chí lại đang đặt họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Làm theo thì có thể dẫn đến thảm họa, không làm theo thì rơi vào thế cô lập. Thực tế là Israel đang phải đối mặt không chỉ với Hamas ở Gaza mà còn với một mạng lưới các lực lượng thù địch được Iran hậu thuẫn, bao gồm Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang ở Syria và Iraq. Mỗi lực lượng này đều công khai tuyên bố mục tiêu xóa sổ nhà nước Do Thái. Đây không phải là một cuộc xung đột có thể giải quyết bằng đàm phán hay nhượng bộ. Đây là cuộc chiến sinh tồn của cả một dân tộc. Những người ủng hộ giải pháp ngoại giao thường quên mất một điều. Với các lực lượng như Hamas hay Hezbollah, chiến tranh không phải là phương tiện cuối cùng mà là công cụ ưu tiên hàng đầu. Trong tư duy của họ, đàm phán chỉ là dấu hiệu của sự yếu đuối và mỗi nhượng bộ chỉ là một bước đệm cho những yêu sách cao hơn. Như một chuyên gia về Trung Đông đã nhận xét, đối với những chiến binh bộ lạc này, quyền lực là tất cả và giành lại những gì họ tin là của họ là trận chiến chỉ có thể kết thúc bằng cái chết. Áp lực chính trị. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, càng làm cho tình hình thêm phức tạp. Việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông có thể trở thành một chiến thắng chính trị quan trọng cho chiến dịch tranh cử. Nhưng đây lại là một canh bạc nguy hiểm với cái giá phải trả bằng máu và nước mắt của người dân Israel. Như một nhà phân tích đã cảnh báo, không thể đánh đổi an ninh dài hạn của một đồng minh chiến lược lấy những lợi ích chính trị ngắn hạn.
đó không chỉ là sự phản bội về mặt đạo đức mà còn là một sai lầm chiến lược nghiêm trọng. Israel không có nhiều lựa chọn. Họ phải tiếp tục chiến đấu không phải vì hiếu chiến mà vì đó là con đường duy nhất để tồn tại. Mỗi nhượng bộ sớm trước đây đều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đối phương tận dụng thời gian để tái vũ trang, các cuộc tấn công tiếp theo ngày càng nguy hiểm hơn và niềm tin của người dân vào khả năng bảo vệ của chính phủ bị suy giảm. Các thỏa thuận Oslo được ký kết với những hy vọng cao độ đã không ngăn được Hamas tiếp tục con đường theo đuổi mục tiêu xóa sổ Israel. Các thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah cũng chỉ tạo ra những khoảng lặng ngắn ngủi giữa các đợt bạo lực. Thay vì những lời khuyên về kiềm chế và đàm phán, những gì Israel cần lúc này là sự ủng hộ thực sự từ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thế giới cần hiểu rằng đây không chỉ là cuộc chiến của riêng Israel, đây là cuộc chiến giữa nền văn minh và man rợ, giữa những giá trị nhân văn và sự cuồng tín mù quáng. Thất bại của Israel sẽ không chỉ là thảm kịch của một dân tộc mà còn là tiền lệ nguy hiểm, khuyến khích các lực lượng cực đoan trên toàn cầu. Như Thủ tướng Netanyahu đã nói sau cái chết của Yahya Sinwar, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Câu nói này không phải là tuyên bố hiếu chiến mà là nhận thức sâu sắc về một thực tế phũ phàng. Trong cuộc chiến sinh tồn, không có chỗ cho những thỏa hiệp nửa vời hay những giải pháp tạm thời. Israel phải chiến đấu không phải vì họ muốn mà vì họ không còn lựa chọn nào khác. Và trong cuộc chiến đó, những lời khuyên thiện chí nhưng thiếu thực tế từ đồng minh đôi khi còn nguy hiểm hơn cả những quả rocket từ kẻ thù. Thưa quý vị, trong khi thế giới phương Tây vẫn đang trăn trở với câu hỏi làm thế nào để đạt được hòa bình, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ đã và đang thể hiện rõ câu trả lời của riêng mình. Cuộc tấn công bằng 200 hỏa tiễn đạn đạo vào ngày 1 tháng 10 năm 2024 là một thông điệp không thể rõ ràng hơn. Đây không phải là hành động của một bên muốn đàm phán. Đây là tuyên bố chiến tranh trắng trợn của một thế lực đang tìm cách áp đặt ý chí của mình bằng bạo lực. Nhìn từ Jerusalem, bức tranh còn u ám hơn nhiều so với những gì Washington có thể hình dung. Mỗi ngày trôi qua, vòng vây quanh Israel một thêm chặt. Hezbollah với kho vũ khí được trang bị từ Iran đã biến miền Bắc Israel thành vùng đất không người. Houthi từ căn cứ tại Yemen cách xa hàng ngàn cây số liên tục phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái nhắm vào lãnh thổ Israel. Các nhóm vũ trang tại Syria và Iraq dưới sự chỉ đạo của Tehran sẵn sàng mở thêm mặt trận mới bất cứ lúc nào. Douglas Murray, trong một bài viết trên tạp chí The Spectator, đã chỉ ra một thực tế đáng báo động. Các truyền thông phương Tây đưa tin về các sự kiện gần đây tại Trung Đông đã hoàn toàn đảo ngược sự thật. Nếu bạn theo dõi hầu hết các phương tiện truyền thông Anh, ông viết, bạn có thể nghĩ rằng năm qua bao gồm các sự kiện sau: Israel tấn công Hamas, Israel xâm lược Liban, Israel ném bom Yemen, ôi, và ai đó đã đặt một quả bom trong một căn phòng ở Tehran, giết chết nhà lãnh đạo Palestine ôn hòa Ismail Haniyeh. Tất nhiên, ông tiếp tục, tất cả những điều này là một sự đảo ngược hoàn toàn sự thật. Hamas xâm lược Israel nên Israel tấn công Hamas. Hezbollah đã dành cả năm qua phóng hàng ngàn rocket vào Israel nên Israel đã đáp trả bằng cách phá hủy Hezbollah. Houthi ở Yemen giờ đây được những người biểu tình ở Anh yêu mến đã phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái hàng trăm dặm để tấn công Israel nên Israel đã ném bom kho vũ khí của Houthi ở Yemen. Sự đảo lộn về nhận thức này không chỉ là vấn đề truyền thông. Nó phản ánh một xu hướng nguy hiểm trong tư duy phương Tây. Xu hướng nhìn nhận mọi xung đột thông qua lăng kính của riêng mình mà không hiểu được bản chất thực sự của cuộc chiến. Kamala Harris với tư cách là Phó Tổng thống Mỹ đã cảnh báo rằng IDF không nên tiến vào thành trì Hamas ở Rafah. May mắn thay, Israel đã không nghe theo. Họ đã tiến vào thành trì Hamas, tiếp tục tìm kiếm con tin, tiếp tục tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas và tiếp tục phá hủy các kho hỏa tiễn và đạn dược mà Hamas đã xây dựng trong 18 năm. Sự khôn ngoan của cộng đồng quốc tế, Murray nhận xét với một chút mỉa mai, là lệnh ngừng bắn luôn đáng mong muốn, rằng các giải pháp thương lượng luôn phải được theo đuổi và rằng bạo lực không bao giờ là câu trả lời. Như thường lệ, những tiếng nói quốc tế khôn ngoan này không có ý niệm gì về những gì họ đang nói. Thực tế là kẻ thù của Israel đã dành nhiều năm qua cố gắng phá hủy nó như họ đã làm nhiều lần trước đây. Nhưng chính họ mới là những kẻ phải chịu thất bại, với chế độ ở Tehran là thứ duy nhất tạm thời vẫn đứng vững. Đôi khi bạn cần chiến tranh để có hòa bình, đôi khi phải trả giá để ngăn chặn những kẻ muốn hoàn thành công việc của Adolf Hitler. Bi kịch thực sự không phải là việc Israel phải chiến đấu.
Bi kịch là việc họ phải chiến đấu trong sự cô đơn. Khi những người bạn thân thiết nhất của họ dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu rằng đây không phải là một cuộc chiến có thể giải quyết bằng những công thức ngoại giao thông thường. Đây là cuộc chiến giữa một bên muốn sống và một bên quyết tâm xóa sổ đối phương khỏi bản đồ thế giới. Thủ tướng Netanyahu đã nói đúng khi khẳng định cuộc chiến chưa kết thúc sau cái chết của Yahya Sinwar. Bởi vì Sinwar cũng như Hamas, Hezbollah hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác chỉ là công cụ trong tay một thế lực lớn hơn đang tìm cách áp đặt ý chí của mình lên toàn khu vực. Tiêu diệt Sinwar sẽ có Sinwar khác thay thế. Tiêu diệt một tổ chức khủng bố sẽ có một tổ chức khác mọc lên. Chừng nào nguồn gốc của thù hận được nuôi dưỡng có hệ thống qua nhiều thế hệ vẫn còn đó, cuộc chiến sẽ không bao giờ thực sự kết thúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Israel nên từ bỏ. Ngược lại, đó chính là lý do tại sao họ phải tiếp tục chiến đấu. Không phải vì họ tin rằng có thể xóa bỏ hoàn toàn thù hận, điều đó có lẽ phải mất nhiều thế hệ, mà bởi vì họ hiểu rằng trong thế giới này, đôi khi quyền được tồn tại phải được bảo vệ bằng sức mạnh. Như lịch sử đã chứng minh nhiều lần, với những kẻ thù không công nhận quyền tồn tại của bạn, nhượng bộ không phải là con đường dẫn đến hòa bình, mà là lời kêu gọi cho thêm nhiều bạo lực. Thế giới tự do, thay vì liên tục đưa ra những lời khuyên thiếu thực tế về kiềm chế và đàm phán, nên hiểu rằng cuộc chiến của Israel cũng là cuộc chiến của chính họ. Bởi vì nếu Israel thất bại, nếu thế giới cho phép một quốc gia dân chủ bị xóa sổ bởi những lực lượng cực đoan, thì đó không chỉ là thảm kịch của riêng người Do Thái. Đó sẽ là tiếng chuông báo tử cho chính những giá trị mà thế giới tự do tự hào, tự do, dân chủ và quyền của mỗi dân tộc được sống trong hòa bình và an ninh. Và có lẽ đó mới chỉ là ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc chiến này. Đây không chỉ là cuộc chiến về lãnh thổ hay quyền lực, đây là cuộc chiến về ý nghĩa của nền văn minh nhân loại. Một bên là những giá trị về nhân quyền, tự do và dân chủ, bên kia là thế giới quan cực đoan, nơi bạo lực được tôn vinh và thù hận được nuôi dưỡng như một đức tin. Trong cuộc chiến như vậy, không có chỗ cho những thỏa hiệp nửa vời. Israel phải chiến thắng không chỉ vì sự sống còn của chính họ, mà còn vì tương lai của cả nền văn minh nhân loại. Trong cuộc chiến này, một trong những mặt trận quan trọng nhất lại diễn ra không phải trên chiến trường, mà trong tâm trí của con người. Cách một bộ phận lớn công chúng thế giới phản ứng với các sự kiện ngày 7 tháng 10 là một minh chứng đáng lo ngại, cho thấy ranh giới giữa đúng và sai, giữa nạn nhân và thủ phạm đã trở nên mờ nhạt đến mức đáng sợ. Những cuộc biểu tình ủng hộ Hamas trên khắp thế giới không chỉ là sự thiếu hiểu biết, đó là dấu hiệu của một khủng hoảng đạo đức sâu sắc trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là sự ủng hộ này không chỉ đến từ những người thiếu thông tin. Ngay cả trong giới trí thức, trong các trường đại học danh tiếng của phương Tây, người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói biện minh cho hành động của Hamas. Họ nói về bối cảnh lịch sử, về sự áp bức kéo dài, về quyền kháng cự. Nhưng làm gì có bối cảnh nào có thể biện minh cho việc tra tấn trẻ em? Làm gì có lịch sử áp bức nào có thể bào chữa cho việc cưỡng hiếp phụ nữ? Làm gì có quyền kháng cự nào, bao gồm cả việc đốt sống người già? Bi kịch là những người này, trong nỗ lực tỏ ra công bằng và khách quan, đã vô tình trở thành công cụ tuyên truyền cho những kẻ muốn xóa sổ không chỉ Israel mà còn cả những giá trị cơ bản nhất của nền văn minh nhân loại. Họ quên mất rằng có những lúc ta không thể đứng giữa, có những lúc không có mặt kia của câu chuyện và có những lúc thế giới phân chia rõ ràng thành đúng và sai, thiện và ác. Nhìn vào các truyền thông phương Tây đưa tin về cuộc xung đột, người ta không khỏi băn khoăn. Phải chăng chúng ta đã đánh mất khả năng phân biệt giữa nạn nhân và thủ phạm? Khi một bên tấn công dân thường và bên kia tự vệ, tại sao chúng ta lại nói về vòng luẩn quẩn của bạo lực? Khi một bên công khai tuyên bố mục tiêu diệt chủng và bên kia chiến đấu để tồn tại, tại sao chúng ta lại kêu gọi cả hai bên kiềm chế? Đây không phải là một cuộc xung đột đối xứng. Đây không phải là trường hợp hai bên đều có lỗi. Đây là cuộc chiến giữa một quốc gia dân chủ đang tìm cách bảo vệ công dân của mình và một mạng lưới các tổ chức khủng bố được hậu thuẫn bởi một chế độ độc tài. Israel không hoàn hảo, không quốc gia nào hoàn hảo, nhưng có một sự khác biệt căn bản giữa những thiếu sót trong một xã hội dân chủ và chính sách diệt chủng có chủ đích của những kẻ khủng bố. Những người chỉ trích Israel thường nói về số thương vong dân sự ở Gaza. Đây đúng là một thảm kịch nhân đạo, nhưng họ hiếm khi đề cập đến việc Hamas có chủ ý đặt cơ sở quân sự trong khu dân cư, sử dụng bệnh viện làm trung tâm chỉ huy và trường học làm kho vũ khí. Họ ít khi nói về việc Hamas đã đánh cắp hàng viện trợ nhân đạo để nuôi quân, trong khi người dân Gaza phải chịu đói. Họ hiếm khi nhắc đến việc chính Hamas đã từ chối nhiều đề xuất ngừng bắn mà có thể cứu sống hàng ngàn người Palestine. Đây là sự khác biệt căn bản trong giá trị.
một bên coi trọng mạng sống con người, kể cả mạng sống của đối phương, bên kia sẵn sàng hy sinh chính người dân của mình để đạt được mục tiêu chính trị. Israel chi hàng tỷ đô la để xây dựng hệ thống phòng thủ vòm sắt bảo vệ dân thường. Hamas chi hàng tỷ đô la viện trợ để xây đường hầm và mua vũ khí. Giải pháp và tương lai. Cuộc chiến này đang đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản chất của nền văn minh hiện đại. Khi một xã hội dân chủ phải chiến đấu để tồn tại, trong khi phần còn lại của thế giới tự do đứng nhìn với thái độ trung lập, chúng ta phải tự hỏi đâu là giới hạn của sự khoan dung. Làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ các giá trị dân chủ mà không phải từ bỏ chính những giá trị đó? Israel không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu, không phải vì họ thích chiến tranh, mà vì đó là con đường duy nhất để bảo vệ quyền được tồn tại của mình. Như một nhà bình luận đã viết, Israel đã học cách đứng vững trước cả hỏa tiễn từ kẻ thù lẫn lời khuyên ngây thơ từ bạn bè. Thực tế phũ phàng là hòa bình trong khu vực sẽ chỉ có thể đạt được khi các lực lượng cực đoan hiểu rằng con đường bạo lực sẽ không bao giờ giúp họ đạt được mục tiêu. Điều này có nghĩa Israel phải duy trì ưu thế quân sự áp đảo, không phải để gây chiến mà để ngăn ngừa chiến tranh. Đây là sự nghịch lý của hòa bình trong một thế giới bất ổn. Đôi khi để tránh chiến tranh, bạn phải luôn sẵn sàng cho chiến tranh. Kết thúc cuộc chiến này không đơn giản là việc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn hay đạt được một thỏa thuận chính trị. Nó đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong cách thế giới Ả Rập nhìn nhận về Israel và người Do Thái. Nó đòi hỏi việc chấm dứt việc truyền bá thù hận trong trường học, nhà thờ Hồi giáo và trên các phương tiện truyền thông. Nó đòi hỏi sự can đảm của những người như bà cụ Ai Cập kia, những người dám nói lên sự thật về tình người vượt lên trên thù hận. Cho đến khi điều đó xảy ra, Israel phải tiếp tục chiến đấu, không phải vì họ muốn mà vì họ phải làm vậy. Và thế giới tự do, thay vì đưa ra những lời khuyên thiếu thực tế, nên hiểu rằng số phận của Israel cũng là số phận của chính họ. Trong cuộc đấu tranh giữa nền văn minh và man rợ, giữa ánh sáng và bóng tối, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Như lịch sử đã nhiều lần chứng minh, khi chúng ta im lặng trước cái ác, chúng ta vô tình trở thành đồng phạm với nó. Molly Phan rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi bản tin phân tích chuyên sâu ngày hôm nay trên kênh The Strong Post. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và bình an. Và nếu thấy thông tin hữu ích, rất mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ cũng như đăng ký ủng hộ kênh. Molly Phan kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.